Hello đồng chí. Chào. Hôm nay thì đồng chí thích xem màn ảnh thuật gì? Wow. Hôm nay bạn có gì trong người này? Có điện thoại. Mỗi điện thoại thôi. Thôi được rồi, bây giờ sẽ là một màn ảo thuật với điện thoại. Đừng có biến mất nhé. Ok. Bây giờ nhá, bạn hãy đi sát lại gần camera. Đó, bạn hãy cho camera xem rõ sóng wifi của bạn còn hay không. Bạn hãy mở máy điện thoại của bạn ra. Ok. Rồi. Và bạn hãy dí vào camera để cho họ nhìn thấy sóng wifi của bạn. Bây giờ bạn có tin mình chỉ cần búng tay sóng wifi của bạn mất không? Không tin. Nào, được. 1 2 3. Ui. Đó, mất thiệt này. Hoàn toàn là do bạn cầm máy nha. Chào các bạn. Bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video trên hữu ích, hãy nhấn nút like và share để tạo động lực cho chúng tôi thực hiện những video kế tiếp. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Nhớ nhấn nút subscribe và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được những video mới nhất từ Bẻo Thuật. Xin chào và hẹn gặp lại.